Tết là dịp để người con xa quê trở về tìm lại cảm giác bình yên và nhịp sống chậm rãi của quê hương. Tết là niềm vui khi tự tay trang hoàng, sắm sửa, bày trí cây mai, cây đào, điểm màu tươi thắm cho nhà cửa. Tết là khoảng thời gian để chiêm nghiệm những gì đã qua, để gom góp những kỷ niệm, những buồn vui, thành công lẫn thất bại vào ngăn xếp thời gian. Tết là cột mốc để thắp lên những dự định, mơ ước, hoài bão còn dang dở, để hướng đến một năm mới trọn vẹn, phát triển và thành công hơn. Tết vui là thế, nên ai cũng háo hức trở về. Vé số đây mọi người ơi. Anh, mua giùm em tờ vé số. Vé số à? Dạ. Trúng không mà mua? Dạ trúng. Trúng gì? Trúng cái đầu. Trúng cái đầu? Ê gớt kìa. Gớt gì? Gớt cái não. Sao lại nói em rớt não? À quên, em làm gì có não mà gớt. Cha nội gì vui gì? Số đây. Với những anh em mang dòng máu nhiễm nhớt thì Tết mang một dáng vẻ khác. Tết của người thợ là sự hối hả khi cố gắng sửa nốt những chiếc xe cuối năm, là sự háo hức ngày 30 chưa kịp về nhà, là nỗi lo ở tuổi 30 vẫn chưa tìm được bạn đời vì suốt ngày chỉ giàu với nhớt, là nỗi trăn trở khi nào đời mình sang trang. Chúng ta thật sự không thể biết được họ đã phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để có được thành quả như ngày hôm nay. Hành trình của họ lắm gian nan khi làm việc tới tận đêm khuya để giải ban bệnh khó. Những ngày tháng mới ra trường xin học việc không lương, trợ cấp chỉ đủ tiền ở trọ, đủ ngày hai bữa. Chưa có kinh nghiệm, lỡ làm hỏng xe khách thì phải lấy tiền túi ra đền. Và ti tỉ thứ khác chỉ những người trong nghề mới thấm được. Anh ơi, xe của em xong chưa anh? Em sợ trưa quá, xe kẹt xe. Anh tranh thủ lẹ lẹ giùm em nha. Dạ anh ơi, xe của anh xong rồi ạ. Dạ, của em hết bao nhiêu vậy anh? Dạ vâng, xe của anh tổng hết 1,6 triệu ạ. Dạ rồi, ok. Dạ. Đây, em gửi anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ anh ơi, tiền này anh, em gửi anh ạ. Em làm tốt lắm, còn trẻ mà điện máy gầm làm tốt hết. Dạ. Anh thưởng thêm cho mày một ít tiền về quê ăn Tết. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À, mà nè. Năm sau anh định mở thêm chi nhánh mới. Có gì mày về làm tổ trưởng giúp anh nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Con à, Tết này về kiếm cái nghề gì, học cho nhanh ra nghề. Đừng có theo mẹ làm công nhân như vậy. Còn sức, còn khỏe thì còn làm được. Còn hết sức, hết khỏe thì... Rớt đại học con nản rồi mẹ. Giờ học nghề gì nữa giờ? Với lại, con chỉ muốn phụ mẹ và gia đình mình thôi. Tiền đâu mà học? Còn phải lo cho em con nữa chứ. Dạ con nghe là ba ơi. Con về đến đâu rồi? Dạ con mới lên xe được 2 tiếng mấy rồi ba. Về đi con. Mấy đứa bạn mày á, ba thấy về nhà hết rồi. Coi đi cẩn thận nha. Ba đợi. Hên quá, vẫn còn kịp xe. Chào anh. Chào anh. Ủa, anh là bộ đội mới xuất ngũ hả? Dạ đúng rồi anh. Sao bây giờ mới về quê? Trễ rồi đó. Sáng nay á, em mới được ra ngủ, cho nên là bắt xe về quê liền luôn. À vậy hả. Còn anh ăn mặc lịch sự gì à? Chắc đang là sinh viên hả? Đâu có, em đi làm được 3 năm rồi. Chắc là nhân viên văn phòng đúng không anh? Cũng không phải luôn. Hiện tại á, em là thợ sửa chữa ô tô. Có phải không vậy?
nhìn không có giống thợ sửa ô tô gì hết trơn á. Em nói thật mà. Xe tới rồi. À xe mình tới, xe đẹp. Tới, lên xe đi. Đi đi đi. Lên xe nhanh nhanh, công an hốt hết giờ. Từ 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 từ. Sao mày chen quá vậy? Từ 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 từ. Lên xe đi anh. Từ từ. Lên xe đi. Anh kia anh gì đâu? Dạ em về Đắk Lắk anh. Đắk Lắk hả? Chiều 2 nha. Trời, chiều 2 luôn hả? Anh lấy chẳng chịu giùm em được không? Không. Chiều 2 đi được thì đi, đi không được thì thôi. Tết tới rồi còn kỳ kèo gì nữa. Em mới xuất ngủ á, em cũng không có nhiều tiền đâu anh. Chiều 2 đi được không? Trời ơi, cho cậu ấy lên xe đi. Tôi bù thêm 200 luôn. Dạ, lên dạ, đi. Dạ dạ dạ. Lên trễ rồi. Trời ơi. Trời ơi, trễ giờ rồi. Trời ơi. Trễ giờ rồi. Anh cảm ơn em nhiều nha. Mà sao em tốt với anh quá vậy? Dạ, có gì đâu mà anh cảm ơn. Anh em mình cùng quê mà. Giúp người á là giúp mình thôi. Thu tiền xe mọi người ơi. Hai người kia 2.4 triệu. Dạ. Ủa, em kiếm gì vậy? Dạ, anh ơi, cái báo này mất tiêu rồi. Trời quá, không có tiền mà mày đặt sĩ diện. Em kiếm kỹ lại coi. Thôi thôi thôi, không có tiền thì xuống xe đi. Nhanh đi, không có tiền thì xuống xe. Xuống đi, cho người ta đi nữa. Vui vậy? Xe hư rồi anh. Mọi người ơi, xe hư rồi. Thôi từ 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 từ. Bực bội ghê luôn á. Trễ quá rồi bác ơi. Mẹ em đi rồi. Bây giờ biết mấy giờ rồi mà nó hư. Mọi người bình tĩnh. Bác Tài ơi, để cháu sửa cho. Ủa? Ủa? Có sửa được không vậy? Có sửa mà sửa trời. Có được không vậy ông cha nội? Chúng tôi đã có một thời tuổi trẻ say mê miệt mài những chiếc cờ lê, dầu mưa lấp lem mồ hôi ướt áo, đôi bàn tay thờ thắp sáng ước mơ. Chúng tôi đã có một thời cháy bỏng, yêu những vòng rèn yêu chiếc bánh. Tính ra là cậu biết sửa ô tô thiệt luôn hả? Nãy cậu nói mà tôi không có tin. Vậy từ nay á, anh đừng có nhìn mặt mà đoán nữa nha. Anh biết rồi, nhìn chuyên nghiệp quá trời luôn. Ủa, anh là thợ sửa ô tô thiệt á hả? Anh nhìn đi, có người lại nghi ngờ nữa rồi kìa. Thôi biết sửa thiệt á. Tính ra em cũng học ô tô giống anh á, mà toàn là lý thuyết thôi anh ơi. Xe hư gì là em không biết sửa sao luôn, chưa kinh nghiệm gì hết. Thật ra thì anh cũng chỉ mới học thôi. Trước đây nhà anh không có tiền, với cũng không có thời gian để mà học cao hơn. Mà anh học mấy năm rồi mà em thấy anh sửa giỏi vậy? Anh học 1 năm à. Trời đất ơi, em học 4 năm mẹ hả, chưa biết làm gì luôn á. Quan trọng là chỗ em học như thế nào. Chứ chỗ của anh á, vừa thực học, thực hành, lại thực tế luôn. Trời, chắc em phải bá làm sư phụ quá. Nè, cậu bá thì bá sau đi nha. Tôi gặp Cẩm Thành trước, để tôi bá trước. Mẹ ơi, không biết mẹ con mình về kịp đón cho thừa không nữa. Trước khi sang năm mới, con không muốn mẹ buồn, cũng như là nói chuyện cũ nữa. Thật ra con đậu đại học rồi, nhưng... À, đây rồi. Bác Tài ơi, xe xong rồi, đề máy đi ạ. Xe xong rồi. Rồi. Lên lên xe. Mỗi khi xe nổ máy, tự hào biết bao chúng tôi. Ngoài lên. Dù người kỹ sư hay người công nhân, ta luôn cùng nhau vượt qua khó khăn. Hòa nhịp trái tim vào vòng vô lăng, rằng người ước mơ trong ánh mắt. Bàn tay đen tâm hồn trắng, chúng tôi luôn thầm nhớ. Cảm ơn anh thợ sửa ô tô nhé. Cảm ơn sư phụ nha. Nhớ đúng tiền học phí đó. Mẹ, con biết mình phải làm gì rồi. Con ngoan. Con sắp tới nhà rồi, con coi lại đồ đạc có đủ chưa con? Dạ mẹ. Cơ bóp của ai nè mọi người?
Ủa? Ờ, cái bóp đó của anh. Trong cái bóp đó có thẻ căn cước công dân của em, mọi người ơi. Ờ đúng rồi nè. Đúng rồi nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng thiệt của anh rồi nè. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn mọi người. Thằng này là mắc thiệt không á. Ừ. Chúc mừng anh nha. Em về trước nha mọi người ơi. Chào em. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Mẹ ơi, mở cổng cho con mẹ ơi. Trong cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Không ai có thể quay trở lại và bắt đầu một khởi đầu mới. Nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu ngay hôm nay và chọn cho mình một kết thúc mới. Máu yêu nhân là anh em ta đó. Chưa bao giờ ngừng cháy. Tết trở về, chọn nghề lập nghiệp, trở thành thợ sửa chữa ô tô chuyên nghiệp chỉ từ 6 tháng hoặc đăng cao tay nghề ngay hôm nay.